Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong channel của mình. Sau đây thì chúng ta tiếp tục đến với phần hướng dẫn làm video hay cho người mới bắt đầu. Thì trong video lần trước thì mình đã hướng dẫn các bạn tạo một logo đẹp, khá là chuyên nghiệp nhưng không cần những phần mềm khó. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một nội dung nữa cũng khá là hấp dẫn. Đó chính là làm những intro, outro đẹp trong video. Thì đa số mọi người hỏi mình về cách làm những kiểu intro, outro 3D nhiều hơn nào 2D. Chính vì thế thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm những intro, outro 3D mà không cần dùng những phần mềm chuyên nghiệp. Thì đầu tiên ấy, các bạn vào tìm kiếm. Tại đây thì các bạn gõ chữ Banzon 3D. Tiếp theo các bạn click chuột vào chữ Banzon. Thì tại đây sẽ rất nhiều những kiểu intro, outro 3D khá là đẹp mắt. Các bạn có thể xem. Thì ở đây này, có rất nhiều kiểu cho bạn lựa chọn. Các bạn có thể xem. Thì ví dụ mình sẽ tạo một intro theo tên của mình. Ở đây thì bạn hãy tìm cho mình một kiểu intro mà mình muốn tạo. Rất nhiều kiểu. Để ví dụ mình chọn kiểu này đi. Các bạn ấn vào Open in Clip Mask. Các bạn chờ nó load. Và sau khi load xong thì nó sẽ ra như này đây ạ. Thì đầu tiên mình thử xem nó chạy như nào ấy nhé. Vâng, đây là hiệu của nó trong intro đấy ạ. Có rất nhiều loại intro đẹp khác, các bạn có thể lựa chọn. Đây mình chỉ đưa ra hướng dẫn thôi. Vừa rồi xong. Thì tiếp theo để có thể chỉnh sửa được cái intro theo tên của mình thì đầu tiên các bạn ấn vào cái hình lập phương đây ạ. Tiếp theo đó ấn vào group. Thì trong một group sẽ xuất hiện biểu tượng tag đấy ạ, tức là tên. Thì chúng ta sẽ sửa tên theo ý muốn của mình. Chúng ta click vào đây. Thì trong phần tên đầu tiên chúng ta sẽ sửa tên theo ý của mình nhé. Thì ở đây mình sẽ xóa chữ lên đi, mình ghi thành chữ này chẳng hạn. Ở phía dưới thì nó có màu chữ để cho mình lựa chọn. Đây, một color đây. Ví dụ mình sẽ chọn màu đỏ đi. Mình sẽ chọn màu đỏ và ấn chọn. Vâng, thì nó sẽ hiện ra màu đỏ như này. Và cũng tiếp theo là làm theo mục đích thứ hai. Chúng ta cũng xóa được lên đi. Đây là màu hai chiều. Và một color mình sẽ thay bằng màu xanh đi. Đây chỉ là mình hướng dẫn thôi, còn các bạn sẽ chọn thêm màu ý mình thích nhé. Và sau khi làm xong thì nó sẽ như này đây ạ. Mà chúng ta thử xem nó chạy thử như nào nhé. Vâng, khá đẹp đúng không ạ? Sau khi đã tạo xong thì chúng ta sẽ lưu nó lại. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy dấu mũi tên đây này. Đây chính là dấu download đấy ạ. Các bạn click vào đấy. Các bạn bấm vào Start Video xem nào. Và chờ nó download. Vâng, sau khi chờ download xong thì các bạn nhấn cái nút download cho video rồi nhé. Các bạn chờ một lúc ạ. Thì nó sẽ hiện vào thư mục mà mình muốn lưu. Thì ở đây mình sẽ lưu vào đây này. Một phần video đi. Lưu vào đấy. Ok ạ. Chúng ta thử kiểm tra lại xem nó lưu thế nhé. Ở đây.
như nào. Đây. Vâng, đây chính là cái intro mình đã tạo ra đấy ạ. Và cũng tương tự như phần outro thì các bạn cũng sẽ làm tương tự nha. Vừa rồi thì mình đã hướng dẫn cho các bạn xong cách làm những cái intro outro 3D khá là dễ nhưng mà cũng rất là đẹp. Nếu thấy video này hay thì các bạn nhớ like và subscribe kênh của mình nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi và phát triển. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.